Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạch Định Đốn. Sorry, kính mời quý vị theo dõi phần tản màn với Bạch Cúc. Bạch Cúc thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, Bạch Cúc muốn nói về một sự kiện đang làm cả dư luận khắp nước Mỹ xôn xao qua đề tài, truyền thông và sự tín nhiệm. Trong những nghề nghiệp tại Mỹ, truyền thông là một trong những ngành được đánh giá rất cao. Những người làm truyền thông được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận, vốn là quyền được người Mỹ rất tôn trọng. Họ được nói ra những sự thật, dù có thể gây thiệt hại cho người đang nắm chính quyền, mà không sợ bị đàn áp hay trả thù. Chính vì thế, một ký giả có tầm vóc lớn không những được nhiều người ái mộ như một tài tử, mà ngay những giới làm chính trị cũng muốn được họ phỏng vấn. Một chính khách ra tranh cử mà được một ký giả có uy tín phỏng vấn có thể làm thay đổi hẳn tình thế tranh cử. Lý do vì quần chúng rất tin tưởng nơi nhà truyền thông. Sự tin cậy là một trong những yếu tố chính làm cho giới truyền thông được tôn trọng. Thế nhưng, tuần qua, một nhà truyền thông được coi như đứng hàng đầu trong ngành truyền hình Mỹ đã bị tố là không thành thật khi loan một tin cách đây hơn 10 năm và đã bị đình chỉ công việc. Đó là ký giả Brian Williams của đài truyền hình NBC. Ông Williams sinh năm 1959, là người phụ trách chương trình NBC Nightly News with Brian Williams. Ông theo học tại hai đại học vùng Hoa Tình Đốn là Catholic University và George Washington University. Nhưng ông ta đã bỏ dở nửa chừng và không tốt nghiệp. Brian Williams đã bắt đầu ngành truyền thông từ năm 1981 với một đài TV địa phương. Ông leo dần lên tới vai trò điều khiển chương trình Nightly News của đài NBC, thu hút 9 triệu người coi mỗi tối. Chương trình này được xếp hàng đầu trong ba đài truyền hình buổi tối là ABC, NBC và CBS. Brian Williams nổi tiếng trong nhiều tường trình và phỏng vấn. Từ chiến tranh Iraq tới trận bão Katrina tới vụ khủng bố ở Boston. Trong lần tường trình về trận bão Katrina, ông đã được giải thưởng Peabody là giải cao quý nhất dành cho truyền hình và truyền thanh. Sau đó, ông tiếp tục lãnh nhiều giải thưởng khác dành cho phóng viên, trong đó có 12 giải Emmy. Do khả năng xuất sắc, tháng 12 vừa qua, đài NBC đã ký một hợp đồng 5 năm với Brian Williams với số lương 10 triệu một năm. Chủ tịch của NBC đã viết trong một memo nội bộ rằng Brian là một trong những nhà báo đáng tin cậy nhất của thời đại chúng ta. Trong tuần vừa qua, sự tin cậy đó đã không còn nữa. Một số cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq đã tố cáo là Brian Williams loan một tin không đúng sự thật vào năm 2003. Khi ông nói là chiếc trực thăng chở ông bị trúng đạn trong lúc đang bay, thì một số cựu chiến binh ở trong chiếc máy bay bị trúng đạn đã lên tiếng là ông không có mặt trong chiếc máy bay này. Và chiếc máy bay chở ông ta không hề trúng đạn đã đáp sau chiếc này cả giờ đồng hồ. Ông Williams ngay sau đó đã xin lỗi là tường thuật sai và tự động xin ngưng vai trò điều khiển bản tin Nightly News. Tuy nhiên, đài NBC vẫn tiếp tục cho điều tra tiếp và đã phát hiện thêm những chuyện dối trá khác. Chuyện thứ hai là khi ông ta tường trình về trận bão Katrina năm 2005, ông nói là đã thấy xác chết trôi trên dòng nước lụt chạy ngang qua khách sạn nơi ông ở. Nhưng qua lời của người địa phương và những tường trình về bão lụt quanh khu khách sạn ông ở, nước không dâng cao và không có báo cáo nào về xác trôi trong vùng đó. Chuyện thứ ba là trong việc tường trình về cuộc chiến tại Do Thái năm 2006. Williams nói khi ông đang bay trên trực thăng với một tướng Do Thái,
ông thấy hỏa tiễn bắn vào một vùng không dân cư cách xa khoảng 6 dặm. Nhưng một năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, ông lại nói là ông nhìn thấy hỏa tiễn bay ngay giữa chiếc máy bay của ông. Sau một tuần điều tra, đài NBC đã chính thức cho Brian Williams ngưng việc trong 6 tháng không lương. Người ta không biết sau 6 tháng này, tương lai của ông Brian Williams sẽ ra sao. Ông ta có được trở lại làm việc với đài NBC qua mục Nightly News hay sẽ ra đi vĩnh viễn? Có lẽ còn tùy ở khán giả, cũng như sự quyết định của đài NBC. Mặc dù có những lỗi lầm có thể tha thứ được, nhưng việc phóng đài để làm tăng giá trị của mình thì có thể bỏ qua được không? Và nhất là lòng ngay thẳng và sự tín nhiệm của một nhà truyền thông một khi đã mất thì có bao giờ lấy lại được không? Kính thưa quý vị, chương trình Tạm Màng với Bạch Cúc đến đây xin tạm chấm dứt. Bạch Cúc thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.